Anh hai, sao đi đâu để nhà cửa trống quơ trống quất vậy? Alo. À, anh hai nghe nè. Ủa anh hai đi đâu vậy? Sao để nhà cửa trống quơ vậy? Ủa có Khánh ở nhà đó mà em. Khánh nào? Khánh bạn anh hai á, Khánh mà đi nước ngoài về đó. Cái gì? Anh Khánh anh về rồi hả anh? Ờ đúng rồi, mới về hôm qua. Anh đang trong nhà mình hả? Ờ đang ở trong nhà mình. Được rồi, để em nói chuyện với ảnh cho. Anh Khánh ơi. Anh Khánh ơi. Anh Khánh. Ờ em chờ anh. Ủa anh Khánh đâu anh? Anh nè. Hả? Anh Khánh nè. Gì anh nói gì? Anh Khánh nè. Anh là anh Khánh hả? Ừ. Ủa sao hồi xưa nhỏ con lắm mà sao giờ mập thù lù hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Đúng không chứ? Trời em khác quá vậy. Thúy đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi nhìn em đẹp quá. Ngày xưa em có nhiêu đây mà bây giờ em lên. Em có đang bận gì không? Bận lắm anh ơi. Bận hả? Dạ. Xui quá anh tính rủ em đi ăn uống cà phê á. Hên quá. Bận thì anh đi đâu anh chở em đi bận. À dạ không cần. Không có gì ngại. Dạ không không cần. Anh đứng yên đó. Anh đứng yên đó, em không cần. Vậy em đi liền đi để gấp. Ừ. Anh Khánh ơi. Anh về nhà ngủ đi, tự nhiên sao bận ở đây ngủ kỳ quá. Anh ngồi anh chờ em nấu cơm xong anh ăn. Anh mới về, với lại anh chơi đang tuần lễ mới về lận. Khoan đã. Anh ở trong cái bồn cầu á anh giục giấy vô đúng không? Ờ. Trời ơi, sao tự nhiên giục giấy vô bồn cầu, lỡ nó nghẹt rồi sao? Lỡ tay. Rồi xíu vô đây. Trời ơi, lỡ tay rồi mốt lỡ nó nghẹt trời luôn rồi. Được rồi, anh nói em rồi, có gì anh đền, chịu trách nhiệm cho. Vô đây ngồi tôi thoải mái nè. Thúy ơi. Thúy ơi, Thúy. À. Mở cửa cho anh Thúy ơi. Rồi em ra liền. Anh trốn vô mà em cái, trốn. Trốn gì, có gì? Anh này là em đang, em tụi em đang tìm hiểu với nhau. Tìm hiểu là gì? Tìm hiểu là tìm hiểu chuẩn bị yêu nhau á. Anh ngồi đây là anh hiểu lầm chết luôn á. Sao dạ, cửa cho anh lâu vậy? Đâu có, đang dọn dẹp nhà mà nghe không nghe. Ủa mà nhà đi đâu hết trơn rồi, sao có mình em ở nhà vậy? Dạ anh hai em đi rồi, có mình em ở nhà. Anh khát nước không? Anh khát nước không? Thôi, có tiếng của ai vậy? Có tiếng gì vậy? Để em vô em dậy, em giải quyết cho. Bây giờ anh đi uống nước đi. Đi ra. Anh... uống nước đi, để em... Anh uống nước xong anh lên liền đó. Anh làm cái gì vậy? Thúi quá. Thúi quá chịu không nổi, cho anh ra ngoài đi. Ôi đừng. Anh nói đây đi ra ngoài là chết luôn á, anh hiểu lầm chứ? Không có gì đâu, không hiểu lầm gì đâu. Không được mà, em nói là anh không được. Đi ra cho anh. Anh nói là không được đi. Thúy, nghe anh nói nè, anh đi ra một lần. Anh ơi! Cái gì vậy? Cái gì? Trời đất ơi, tôi thúi cái gì nè? Em, thằng này là ai? Tại sao em dẫn nó vô trong toilet làm cái gì trong đây? Tôi là bạn trai của Thúy. Nói cái gì vậy? Không phải, nghe. Thôi đi, đừng giải thích gì nữa. Nghe em nói nè. Bây giờ tôi quay ra. Ha, tôi quay về với bé Huệ. Bé Huệ bán bún bò Huế đầu ngõ nha. Ở ngoài kia kìa. Ở ngoài kia kìa. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tự nhiên thơ thang khắp thế gian nghe như con sóng trôi nghẹn ngào. Em quen bán kẹo kéo hả? Kéo gì? Vô lòng vô thui quá. Anh ơi. Anh. Anh vừa lòng anh vô. Anh không cố ý. Anh cố tình luôn á. Mà em làm gì đâu, khổ vì nó đâu có thương em đâu. Sao anh biết anh không thương em? Nếu như mà nó thương em nó đâu bỏ đi, vậy nó phải nghe em giải thích chứ. Tại vì anh đang giận quá, giận thì không có cần nghe ai giải thích hết á. Thúy, khi mà yêu một người cho dù giận cách mấy, cho dù có ghét cách mấy, cũng yêu thương người ta mà. Em không hiểu gì hết á. Em chỉ hiểu cho người ta thôi, chưa bao giờ em hiểu cho anh cả. 8 năm qua anh đi du học về đây, em không biết là lý do gì hả? Em có biết là khi mà đặt chân đến mảnh đất này, người đầu tiên anh tìm là em không? Làm sao mà em biết được? Em vô tâm quá. Em không biết, hay là em cố tình không biết? Thật sự là em không biết thiệt mà. Sao tự nhiên đi du học rồi anh về đây làm chi vậy? Anh có một lý do rất quan trọng. Khó nói lắm hả? Không sao đâu, em chia sẻ được với anh mà. Nói đi. Anh đang đi du học, đột ngột anh trở về đây là gì? Vì sao vậy anh?
Thôi mà, nói đi mà. Anh hết tiền. Anh hết tiền. Vậy? Hết tiền. Vô duyên, hết tiền thì tự nhiên hết tiền. Thì tiền đi về thì nói lại hết tiền đi tự nhiên à, em không hiểu cho anh không hiểu cho em gì tùm lum. Nhưng mà hết tiền là một chuyện, thương em là một chuyện khác nhau mà Thúy. Chịu phải thôi. Anh, nghe em nói nè. Cái gì vậy? Cái mua gì vậy? Đồ cá kho, đợi em tí, đợi em tí. Đứng lại đó. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh như hai thằng đàn ông. Tôi với Thúy là một đôi. Tôi ở với Thúy từ lúc Thúy vừa ra đời. Những điều về Thúy cậu chưa thấy, tôi đã thấy hết rồi. Cậu thấy gì? Tôi thấy Thúy mặc bikini đi tắm biển lúc mẫu giáo, tốt nghiệp tiểu học, học lên lớp 6, lớp 7 học ngu lưu bang, ở lại lớp xong rồi tiếp tục lên cấp 3 tốt nghiệp đại học. Thậm chí tôi còn thấy Thúy đi nghĩa vụ quân sự nữa kìa. Bình tĩnh, tôi sẽ kể cho cậu biết những điều thân thiết của tôi về Thúy nữa. Cậu muốn gì? Muốn đi toilet. Hả? Ê, đang nói chuyện mà. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Quá trời quá đất luôn vậy. Cái gì? Cái gì? Trời ơi, mọi người ơi, cứu tôi với. Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy. Trời ơi, sao tùm lum tà la trong đây hết vậy? Cái gì ra trong bồn cầu nhiều quá nè. Cái gì là hét ông sầm vậy? Nè, coi đi. Cái vậy gì vậy? Cái gì vậy? Bây giờ, hai anh làm cái gì vậy? Anh đã bụng quá, anh cần sử dụng cái bồn cầu này mà bây giờ nó ngập rồi, sao được, sao xài được? Bây giờ đất ơi. Trời mà Thúy nữa, trời ơi. Anh đúng không? Anh đúng không? Thì anh đau bụng quá. Thì anh... Tại sao em đã nói rồi, quăng giấy vô cái thùng rác, tại sao không quăng mà quăng vô bụng cậu? Bây giờ nó lên láng rồi kìa. Em nghe anh giải thích là sai rồi. Hồi nãy em nói không bỏ giấy, anh đã không bỏ giấy rồi. Nhưng mà tại nay anh soạn pha ly, anh thấy có cái quần áo nó dơ quá, anh bỏ vô bụng cậu anh xả luôn. Cái gì? Bỏ cái quần vô bụng cậu luôn? Đúng rồi. Trời ơi, bỏ cái quần vô bụng cậu thì làm sao mà nó phân hủy được? Có vấn đề gì đâu em, anh ở bên nước ngoài, anh bỏ gì vô bụng cậu mà không được. Trời, cái đó là bên nước ngoài, còn đây là Việt Nam. Mà em chưa thấy cái nước ngoài nào mà có thể bỏ nguyên cái quần áo vô để phân hủy cái... Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Mấy người bớt cãi được không? Kiếm người lại sửa cái bồng cầu giùm tôi, đừng chịu hết nổi rồi. Lẹ lên. Việc sử dụng giấy khi đi vệ sinh là điều tất yếu và vô cùng quen thuộc. Thế nhưng việc vứt giấy vào thùng rác dường như không mấy quen thuộc với một số người. Vì tiện tay hay vì lỡ tay mà giấy vệ sinh sau khi dùng xong lại nằm ở bồn cầu chứ không phải là thùng rác bên cạnh. Những tưởng nước sẽ cuốn trôi tất cả nhưng thật ra thì không. Khi số lượng giấy đủ nhiều, nó sẽ không thể phân hủy được nữa, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn bồn cầu. Mà bồn cầu một khi tắc nghẽn thì thật sự rất kinh khủng. Thế nên nếu sử dụng giấy, bạn hãy vứt nó vào thùng rác. Tuy nhiên, ngày nay cũng có những loại bồn cầu cho phép bạn vứt rác trực tiếp vào đó mà không gây tắc nghẽn. Nhưng nếu bạn đã nhìn thấy một chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh thì hãy hiểu rằng đó là nơi để vứt giấy chứ không phải là bồn cầu. Một điều đáng lưu ý nữa là bồn cầu cũng không phải là nơi để bạn có thể vứt mọi thứ vào đó. Bởi dù bồn cầu có hiện đại đến mấy thì cũng không thể phân hủy được những vật thể lạ. Cái gì? Anh thương em mà. À, anh ơi, anh đỡ chưa? À, thiệt ra là anh này... Anh nhẹ rồi. Em không cần phải giải thích đâu. Anh biết mà. Cái tình cảm của anh thì làm sao mà sánh được với tình cảm của hai người. Sáng nay thì... thôi, anh cũng chúc phúc cho hai người sớm thành vợ chồng. À, anh cũng có món quà muốn tặng cho cậu bạn Việt Kiều mới quen. Chờ anh chút. Đây là một món quà bất ngờ muốn dành cho bạn. Trời, cây đu đủ 10 năm. Ăn đu đủ nhiều chống táo bón nha. Nè bạn, cố gắng lên, đừng có làm nghẹt bồn cầu của người khác như vậy. Mày cái chuyện hả? Em thấy láo cá chưa? Cái trẻ con vô cùng luôn á, nghĩ sao nó tặng anh cái này cứng nhắc rồi ăn bón thêm chứ cái gì. Thiệt ra là cái này là ảnh tặng em á. Mà
Chắc lỡ là tặng anh luôn. Không có. Em là em thích ăn đu đủ, anh đừng có nghĩ bậy. Em thích chứ không có bệnh gì đây đúng không? Ừ. Thôi à, Trinh vô đây đi, em nấu cho anh ăn. Đấy. Rồi. Nấu cho anh ăn. Rồi. Có đu đủ nấu canh liền Thúy ơi. Thấy Thúy bikini chấm điểm. Lúc Thúy học mẫu giáo. Sao nó sinh ra đời vậy? Bikini à?